thế quan hệ nào vừa phù hợp với một người đàn ông vừa bị yếu sinh lý đã thế còn dương vật ngắn? Hãy xem hết cái video này và chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Ok, let's go. Sinh lý thì họ rất là tự ti, họ rất là buồn và họ nghĩ làm như thế nào để kéo dài được cuộc yêu. Nếu bạn xem được cái video này, bạn là nữ thì bạn hãy thấu hiểu và trân trọng người đàn ông của mình và hãy tìm cách làm cho cuộc yêu kéo dài hơn. Còn nếu bạn là nam thì hãy phải áp dụng ngay ba tư thế sau đây. Thứ nhất đó là tư thế nữ nằm trên, nam nằm dưới. Tôi hay nói đây là tư thế chèo thuyền cũng được, mà tư thế ngược của tư thế truyền thống cũng được. Tại vì sao ạ? Các bạn biết đấy, khi mà chúng ta quan hệ tình dục, cái phản xạ xuất tinh là não sẽ phản ứng ra một cái phản xạ và điều khiển bên dưới, đúng không nào? Khi mà chúng ta bị xuất tinh sớm là bên dưới nó không kịp phản xạ, và nếu mà chúng ta tư thế quan hệ ở những cái tư thế ví dụ như là truyền thống thì nam giới ở bên trên, đúng không, sẽ quan hệ nhiều như này và họ không phải kìm hãm được cái sự xuất tinh ở trong dương vật. Còn nếu chúng ta nằm bên trên, chúng ta ngồi bên trên thì các bạn biết đấy, ngồi bên trên là chúng ta sẽ ngồi trong tư thế này, đúng không nào? Âm đạo của chúng ta nằm ở đây và nam giới nó lên trên rồi, và ở trong đây có những cái khoang mô xốp này, hoặc ở trên đây có ví dụ như là rất là nhiều các mạch máu, nó có thể kìm hãm được quá trình xuất tinh sớm, rất là khó luôn. Tôi thề với các bạn, nếu các bạn áp dụng cái tư thế mà các bạn nằm bên trên hoặc ngồi bên trên, các bạn lắc hoặc các bạn dấp ấy, thì nam giới rất là khó ra, tại vì nó rất là khó chịu, tại vì nó cứ lắc lư ở đây này, nó muốn xuất nó cũng không xuất được. Nhưng nếu mà đổi ngược lại thì nam giới sẽ khiến cho chúng ta dập rất là mạnh và nam giới có thể xuất ra bất cứ lúc nào. Nên là tôi muốn nói với các bạn ấy, đã bị yếu sinh lý hoặc đã bị dương vật ngắn rồi thì chúng ta không nên dùng cái tư thế táo bạo này kia, mà chúng ta phải khéo léo. Và các anh nên nhớ một câu, đó là chúng tôi, những chị em phụ nữ, không quan trọng là cái đấy của các anh nó to hay nó nhỏ, nó ngắn hay nó dài, mà chúng tôi quan trọng là cái kỹ năng. Người ta nói rồi ấy, thành bại tại kỹ năng, đúng không nào? Các anh to, các anh dài nhưng các anh không khéo léo thì chúng tôi cũng thích đâu. Nên là mặc dù các anh ngắn một tí hoặc các anh yếu một tí thôi, nhưng mà các anh vẫn có thể kết hợp giữa lưỡi này, tay này, đấy, và những cái chỗ khác chúng tôi vẫn sướng và chúng tôi vẫn thích thôi. Ok chưa? Tư thế thứ hai đó là tư thế doggy. Tư thế doggy sẽ là một trong các tư thế mà làm cho cuộc yêu nó nồng cháy hơn bất cứ gì hết. Tư thế này thì rất là tiện lợi với những ai nam giới, thứ nhất là bụng béo, cái thứ hai nữa đó là bị da nhanh, cái thứ ba nữa đó là nữ giới thì ngực lép, rồi nữ giới không có quá nhiều các kinh nghiệm giường chiếu. Tại vì bản chất của doggy đó là gì ạ? Đó là nam thì đứng thẳng, nữ thì cho mông vào đúng cái chỗ đấy và chúng ta dập, đúng không nào? Thì khi mà như thế này ấy, thì với nữ giới mà có cô bé nó rộng ấy, thì khi mà khép như thế này thì cô bé nó sẽ khép lại và nó sẽ chặt hơn này. Rồi nam giới cái cậu nhỏ sẽ chạm được vào chỗ tận cùng nhất của tử cung và nó sẽ to dài nhất có thể. Nhưng nếu mà bạn bị xuất tinh sớm thì bạn phải suy nghĩ nhá. Tại vì là khi mà bạn thực hiện cái tư thế này thì nên thực hiện cái tư thế cuối, chứ đừng lâm trận. Các bạn đã thực hiện tư thế này rồi thì sẽ làm cho nó rất là ngắn thôi đấy, tại vì nó bị xuất rất là nhanh, tại vì nó lên đỉnh rất là sớm. Còn nếu mà bạn kết hợp từ đầu đến cuối rồi và đoạn giữa bạn chỉ kết thúc cuộc yêu bằng tư thế này thì tôi khuyên các bạn hãy áp dụng tư thế doggy để các bạn có thể cho mình một cuộc yêu tuyệt vời nhất. Tư thế thứ ba đó là tư thế vũ công ba lê. Vũ công ba lê thì các bạn biết là một chân thẳng và một chân chõi ra, đúng không nào? Và giống như mình đang múa ấy, ba lê các bạn tưởng tượng rồi, đúng không ạ? Tôi không cần đưa giải nhiều, nếu các bạn đã xem hết các video lần trước của tôi rồi. Thì với cái tư thế vũ công ba lê thì nam giới vướn lên ở đằng sau và vướn lên âm đạo của người phụ nữ. Với một người nam giới mà có cái sức khỏe bị yếu thì khi mà chơi ở tư thế này, nó thẳng ra là chơi vào quan hệ, thì nữ giới sẽ cảm thấy được lâu hơn, tại vì nó không phải là trực tiếp, nó chỉ là sự cọ sát thôi. Nhưng mà phải đòi hỏi nữ giới phải uốn cong người, phải uốn cong mông, và nam giới phải kỹ thuật khéo léo nhất có thể, và trọng lượng của nữ giới và nam giới phải hợp lý, ok nhất có thể. Chứ nếu mà bạn là nam giới béo quá hoặc nữ giới béo quá thì khi mà thực hiện tư thế này không những không áp dụng được, cái này nó đã ngắn rồi mà đã béo nữa thì người ta nói rồi, bụng to lò xo rụt, đúng không nào, rất là khó có thể cho vào. Và như thế không những cuộc yêu có thể kéo dài trọn vẹn mà làm cho bạn tình nó rất là bực mình, mất sức cả hai bên.
Chào bạn, tôi là Giang Venus. Hiện tại tôi đang là lương y, đang công tác tại Hội Lương y thành phố Hà Nội. Tôi là nhà sáng lập nên thương hiệu Venus, tập đoàn Venus Group và tôi là chuyên gia tình dục học số 1 ở trên YouTube. Thì trong thời gian công tác của tôi với các bệnh nhân tiếp xúc, tôi gặp được rất nhiều bệnh nhân gặp những cái dấu hiệu đó là nam giới thì bị xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, di tinh, mộng tinh, yếu sinh lý, một phút phụt ba phát hoặc chưa đi đến chợ đã hết tiền. Tôi và các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Việt Nam và các y bác sĩ giáo sư đồng ngành đã dành hết tâm huyết để nghiên cứu ra một sản phẩm đó là Venus Amorius. Sản phẩm này là sản phẩm số 1 của tập đoàn Venus giải quyết và chữa trị giải pháp cái vấn đề đó là yếu sinh lý, di tinh, mộng tinh, rối loạn cương dương, tinh trùng loãng, tinh trùng vón cục, tinh trùng lạnh và đặc biệt đó là đau giáp dương vật khi quan hệ. Các bạn biết đấy, khi các bạn bị yếu sinh lý là các bạn bị thiếu hụt nồng độ testosterone và để bổ sung nồng độ testosterone nội sinh thì chỉ có sản phẩm Venus Amorius có các thành phần từ 15 loại cao thảo dược giúp cho các bạn sản sinh testosterone một cách tuyệt vời nhất từ hai viên bi của các bạn. Và trong thành phần này có thành phần để điều khiển sự phản xạ xuất tinh sớm từ trên vỏ não và nó giúp cho các bạn bổ thận trắng dương. Và đặc biệt những anh nào mà bị yếu sinh lý, 1 phút phụt 3 phát sau khi dùng 1 lọ, 2 lọ hoặc 2 đến 3 liệu trình, có thể từ 3 phút thành 10 phút, có thể từ 5 phút thành 40 phút. Đây là feedback của hàng ngàn khách hàng đã trải nghiệm bên tôi. Để mua được sản phẩm chính hãng, các bạn liên hệ đến Zalo hoặc số điện thoại hotline 0386 1828 cũng như trang web venus.vn. Trên hiện tại có rất nhiều các trang web giả mạo này, có các page giả mạo, có các kênh YouTube giả mạo thì các bạn hãy liên hệ cũng như là nhắn tin đến số Zalo hotline tôi vừa nói bên trên. Cái gì thì giả mạo nhưng mà số hotline điện thoại và trang web thì không thể nào mà giả mạo được. Chúc các bạn sức khỏe để cường tráng này cũng như là lấy lại bản lĩnh phái mạnh một cách tuyệt vời nhất. Và có một lưu ý tuyệt vời đối với những ai mà gặp vấn đề xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hoặc là bị yếu sinh lý thì bên cạnh áp dụng các tư thế thì các bạn có thể áp dụng thêm các kỹ năng, ví dụ kỹ năng miệng, kỹ năng lưỡi hoặc là bước dạo đầu. Tại vì sao? Tại vì bước dạo đầu rất là quan trọng. Nếu bạn mà không đủ khéo léo, đủ tinh tế nhận ra người phụ nữ của mình có cuồng dâm hay không hoặc là người phụ nữ của mình thích những tư thế như thế nào thì dù bạn có to dài đến mấy, bạn không đáp ứng được thì người phụ nữ rất là khó chịu. Thay vì chúng ta hồng học chúng ta nhảy và chúng ta cắn xé, chúng ta gọi là lên đỉnh với nhau thì chúng ta hãy âu yếm nhau, hãy yêu thương nhau, có thể tắm cùng nhau nữa, massage cho nhau, kích hoạt các huyệt yêu trên cơ thể, massage ngực, massage cô bé. Tôi đã có một chuỗi series các khóa học để massage cô bé chỉ dành cho nam giới. Ai muốn theo dõi hoặc là ai muốn áp dụng có thể comment theo dõi hoặc là liên hệ theo đúng cái số điện thoại tôi để ghi vào phần mô tả nhé. Rồi tiếp theo nữa đó là các bạn có thể xem các bộ phim phim tình cảm lãng mạn thôi, tránh phim sex. Tại vì khi các bạn mà đã bị xuất tinh sớm rồi, các bạn còn xem phim sex nữa thì các bạn không thể nào mà chịu được, hiểu chưa nào? Nó sẽ xuất ra rất là nhanh và như thế người phụ nữ sẽ tóm lại là rất là thất vọng. Còn với ở góc độ một người phụ nữ khi mà quan hệ với một người đàn ông mà chị em phụ nữ chúng ta ấy thì là cái kiểu mà chưa kịp đáp ứng xong mà đã ra rồi, rất là khó chịu luôn. Nhiều lúc chúng ta đều hỏi là ơ xong rồi à, anh ra rồi á, ô xong rồi á, chúng ta còn ngạc nhiên mà tại vì chúng ta chưa kịp cảm nhận. Cảm nhận ở đây đó là gì? Đó là mình chúng ta chưa kịp sướng. Tại vì chị em phụ nữ chúng ta thì lên đỉnh thì rất là lâu, nhưng một khi mà đã lên đỉnh rồi thì nó ham muốn, nó mãnh liệt lắm. Nhưng mà đàn ông ấy thì nó rất là nhanh thôi. Nên là nhiều lúc mà đàn ông, có một số anh rất là ích kỷ, họ không để ý cảm xúc của chị em phụ nữ đâu. Nên là họ cứ thế là họ ra xong rồi họ kệ xác chị em phụ nữ chúng ta, trong khi chị em phụ nữ chúng ta thì không kịp hạnh phúc. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta bị mất hạnh phúc gia đình, tan vỡ hôn nhân và chúng ta hay xuất hiện con giáp thứ 13. Con giáp thứ 13 thì không phải là chỉ riêng chị em phụ nữ đâu mà có cả nam giới nữa. Không phải riêng các chị đâu mà có cả các anh nữa. Tại vì là không đáp ứng được thì sẽ có người khác nhảy vào đáp ứng thôi. Nên là qua cái video này thì Giang rất là mong các bạn có thể thấu hiểu người bạn đời của mình, có thể áp dụng ba cái tư thế tuyệt vời này nhất. Tư thế truyền thống thì không này, tư thế doggy này, tư thế thuyền ngược này. Giang rất là muốn các bạn sau khi xem được cái video này thì có thể áp dụng này, có thể thực hành và có thể chia sẻ những cái cảm nhận tuyệt vời sau khi hai vợ chồng có thể ân ái với nhau ở phần bên dưới phần comment này nhá. Sau khi nhận được những cái comment feedback phản hồi tích cực của các bạn thì nó là một nguồn động lực để cho Giang có thể cho ra đời và sản xuất những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết cái video này. Nếu bạn thấy nó hay thì ngay lập tức hãy ấn like và share. Bên cạnh đó hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để nhận những video tiếp theo sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!